Audio Jungle. Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review phim Robot Đại Chiến 4 Kỷ Nguyên Hủy Diệt. Mở đầu phim trở về 65 triệu năm trước đây. Mấy bé khủng long đang chơi đùa thì cảm nhận được sự nguy hiểm. Lúc này một nhóm người ngoài hành tinh được gọi là Đấng Tạo Lập đến xâm chiếm trái đất, tiêu diệt hầu hết sự sống trên hành tinh bao gồm cả loài khủng long. Quay về hiện tại, một nhà địa chất học tên là Darcy đến Bắc Cực khám phá, phát hiện ra xác của một con khủng long đã đóng băng thành kim loại. 5 năm sau trận chiến tại Chicago, các Transformer bị loài người sát hại, dẫn đến việc chấm dứt hoạt động chung giữa chính phủ với các Autobot. Chính phủ Hoa Kỳ đã thành lập nhóm Semer Terrivin, đứng đầu là giám đốc CIA Tinger, với mục đích tiêu diệt các Decepticon còn sót lại. Ông ta cử một đặc vụ CIA tàn nhẫn là người lãnh đạo chiến thuật, cũng là cánh tay phải của mình, James Servoy. Tại một đầm lầy, Lockdown đang nhắm bắn vào chiếc tàu. Servoy thả một đống chuồn chuồn do thám bay vào bên trong chiếc tàu. Quân lính đặt bom phá hủy ống khối của chiếc tàu. Da chết không còn nơi trú ngụ liền ra sức trốn chạy. Anh biến thành xe tải chạy đi vẫn bị bắn trọng thương. Anh chuyển lời của Optimus giam các Autobot chỉ đang lẩn trốn và không có ý định làm hại con người. Lockdown từ xa nhắm bắn một phát chí mạng vào người da chết. Anh đau đớn đứng dậy thì bị Servoy công kích gắt gao. Lockdown từ xa bước đến hỏi da chết Optimus giam đang ở đâu. Thấy anh không hợp tác liền dùng tay bốc lấy tim của da chết. Sau đó biến thành một chiếc Lamborghini biến mất. Tại Texas, nhà phát minh Kate Jaeger và người bạn thân Lucas khám phá ra một chiếc xe tải cũ, trong một nhà hai người mua nó về để sửa chữa rồi bán. Kate phát hiện ra rằng chiếc xe tải chính là Optimus Jam đang bị trọng thương. Lucas khi biết đây là một Autobot liền muốn báo với chính phủ để đổi lấy tiền thưởng. Cái kết là bị Optimus đánh một phát sưng chù dù. Kate trấn an Optimus và hứa sẽ sửa chữa trị các vết thương và đưa anh trở lại với cuộc sống. Tại Bắc Cực, Atinger đi đến gặp Lockdown để bàn về liên minh tiêu diệt Autobot. Lockdown chê cười lão già đã để Optimus có cơ hội bỏ trốn. Lockdown nói mình làm việc cho Đấng Tạo Lập và người muốn bắt Optimus về trị tội. Lucas đã âm thầm báo tin về chiếc xe tải kỳ lạ. Atinger liền điều động tất cả lực lượng trang bị ngập tận răng đến nhà của Kate. Lockdown thì chọn một nơi không xa mai phục. Tessa nhìn thấy xe và máy bay nhắm thẳng nhà mình liền hoảng sợ. Dẫn đầu là James Savoy, hắn chỉ hỏi chiếc xe tải cũ ở đâu, hắn liền cho thuộc hạ truy quét khắp nơi để tìm Optimus. Nhưng chiếc xe tải to đùng lại biến mất không chút manh mối. Đám đặc vụ CIA thất vọng định rút quân, thì Kate lại lở miệng nói mình không biết gì về ông ta. Chính câu nói này đã bị lão Atinger bắt bài. Savoy liền cho đàn em bắt giữ con gái của Kate ra hăm dọa. Nếu anh không khai chiếc xe tải kia ở đâu sẽ một phát bắn chết cô bé. Optimus không đành lòng để gia đình Kate chịu khổ, liền xông ra ngoài hướng sự chú ý của đám đặc vụ vào chính mình. Lockdown từ xa bắn tên lửa vào Optimus phá hủy luôn căn nhà của Kate. Cha con của Kate lợi dụng cơ hội liền bỏ trốn. Nhờ vậy mà Optimus có cơ hội chạy đi tránh sự công kích của chúng. Kate thắc mắc người này là ai mà lại xuất hiện cứu gia đình. Cậu nhóc tên Sen này chính là bạn trai của Tessa. Kate nghe những lời này cứ như là sét đánh ngang tai. Mà phải nói cậu con rể này, đẹp trai khoai to còn có tài đua xe phải nói là đỉnh. Từ cánh đồng ngô mà chạy sang nhà dân càn quét mọi thứ, tay chân của Savoy không ngừng nà đạn truy sát bọn họ. Optimus bị Lockdown bám theo như oan hồn bất tán. Cả hai người máy chiến đấu trên mái nhà một mất một còn. Optimus từ trên cao phóng xuống chặn đám xe cho Kate chạy tiếp. Thằng con rể tương lai thể hiện trình bằng cách phóng xe ra khỏi ban công. Một chiếc xe phía sau bị nổ tung do chơi ngu. Tuy nhiên Lockdown trên lầu ném lựu đạn muốn nổ chết đám người Kate. Rất may cả nhóm đã thoát chết chạy kịp lên xe tải, nhưng Lucas lại không may bị nổ thành một bộ xương kim loại. Lockdown nhảy xuống biến thành một chiếc siêu xe biến mất. Optimus chở gia đình Kate đến một trạm xăng bỏ hoang. Sau đó ông thành thật chia buồn và biến lại thành chiếc xe rời đi. Kate cho thằng ngố này ghiền phim em chưa 18 nên mới dám cua con gái của mình. Tuy nhiên cậu nhóc không phải dạng vừa đâu mà là dạng rộng ra. Xe nói mình và Tessa được quyền yêu nhau bởi luật Romeo và Juliet. Kate không làm gì được đành ôm lấy cục tức. Tối đó, Kate tháo máy bay do thám ra nhìn thấy video Autobot bị sát hại. Sáng hôm sau, Kate thử nghiệm máy bay do thám đi rút tiền từ máy ATM. Tuy nhiên thẻ ngân hàng của bọn họ đã bị khóa. Trên chuyên cơ Atinger cho Savoy thấy dòng chữ tao sẽ tìm mày con trai. Ngay lập tức cảnh sát đã mưu đến trụ ATM như rùi bu cùi bắp. Optimus chở đám người Kate tiếp tục chạy trốn. Trên đường đi, Optimus sao chép một chiếc xe tải khác thay đổi bộ áo mới. Từ chiếc xe tải cũ èm lại biến thành một chiếc siêu đầu kéo thật không thể tin nổi. Nhìn thấy sự trở lại của Optimus, các Autobot ở sa mạc vô cùng hưng phấn.
một robot kiếm sĩ nhảy từ trên cao liền biến hình thành chiếc trực thăng. Những chiến binh Autobot còn sống gồm Bumblebee, Hound, Grip và Crosshairs. Optimus Prime cũng biến hình trở lại nguyên bản đế vương của mình. Anh nói với các chiến binh rằng luật chơi bây giờ đã thay đổi. Hound và Grip xảy ra cự cãi, anh muốn tống lựu đạn vào bồn đối phương. Siêu xạ thủ Crosshairs lại ngắm trúng gia đình của Cat. Optimus nói bọn họ là ân nhân đã cứu mạng anh. Tới giờ này Optimus vẫn không hiểu lý do vì sao con người lại truy sát Autobot. Cat chiếu lên đoạn phim mà anh đã cướp được từ máy bay do thám. Vừa chiếu anh vừa lý giải kẻ đứng sau chính là tổ chức tư nhân KSI có liên minh với Semer Terrivin. Optimus tuyên bố rằng mặc dù phải giữ lời thề của mình là không bao giờ giết con người, ông dự định sẽ đích thân giết Atinger, kẻ đã hỗ trợ trong việc săn các Transformer. Sáng hôm sau, Optimus dẫn đầu đám đàn em tiến thẳng đến trụ sở chính của KSI. Đến nơi mọi người chưa vội hành động, mà đi ăn cắp một số vật dụng quan sát từ xa. Trong khi đó, Chosu, người sáng lập tham vọng của KSI, hắn cho Darcy thấy công dụng của vật liệu Transformium đã tìm được tại Bắc Cực. Sản phẩm này vô cùng ảo diệu, có thể biến thành mọi hình dạng, như là một chiếc loa nghe nhạc, hoặc biến thành một khẩu súng để giết người. Chosu dẫn người đẹp đi xem người máy Gavatron mình, chế tạo được mô phỏng theo Optimus, nhưng kết quả lại trông giống Megatron nên vô cùng tức giận. Hắn éo hiểu tại sao mặt người máy này nhìn hung ác vãi. Chosu còn giam giữ người máy tên là Gen để giải mã các bí mật từ những người máy đã chết như Megatron và các Autobot để tạo nên các Transformer nhân tạo. Bên ngoài trụ sở KSI, Cat điều khiển máy bay do thám quét thông tin của một nhân viên, rồi sao chéo thành một tấm thẻ y chang. Bumblebee đã chờ Cat và thằng con rể tương lai đến trạm an ninh. Họ thành công đi vào bên trong trụ sở KSI. Sen nhìn thấy chiếc siêu xe trước mắt liền khen nức nở, liền bị Bumblebee nện cho mấy quả khiến cho bò ra khỏi xe. Bumblebee ghen ăn tức ở liền quay vòng vòng trên sân. Chosu dẫn em gái mưa đi dạo thì thấy hai cha con Cat làm dơ mặt sàn. Sau khi mắng vài câu thì liền dẫn em gái mưa đi mất. Bumblebee hiện lại nguyên hình đứng đối diện đồ giả mạo. Đã vậy còn nghe những đám tiến sĩ chê mình là đồ quê mùa. Thật khó có thể chấp nhận, liền xô ngã người máy kia. Kết quả là thanh niên đứng phía dưới nhận hết tội lỗi. Chosu lén đến gặp Atinger, ép buộc ông ta phải đem hạt giống đến cho mình bằng mọi cách. Mà lúc này Cat đã giả danh nhân viên lẻn vào khu vực chế tạo. Anh lấy máy bay do thám ra quay lại cảnh cắt tháo Autobot. Bên ngoài Optimus nổi điên đấm xuống đất. Darcy tưởng Cat là nhân viên bình thường nên chỉ vào đống nguyên liệu nói đây là các Decepticon xấu xa. Cat nói cho nàng biết đó là Autobot đã hy sinh bảo vệ con người. Lão già Atinger nhìn thấy Cat liền cho người đuổi bắt anh. Cat cố gắng tháo chạy nhưng vẫn không thoát khỏi lão ta. Lão mời anh lên văn phòng ngồi ăn miếng bánh uống miếng nước. Bên ngoài Optimus cùng đàn em lao thẳng về trụ sở KSI. Lão cáo già Atinger ra điều kiện với Cat, nếu anh khai ra chỗ ở của Optimus thì sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường như trước. Bumblebee đến nơi liền biến hình lao thẳng vào cửa chính. Optimus dẫn anh em đi vào một cửa khác tấn công. Bumblebee nắm lấy trực thăng của Jeep bay thẳng lên trên. Bi đạp cửa kính giải cứu Cat ra ngoài. Optimus dẫn đàn em tả sông hữu đột vào thẳng trung tâm xả chết. Anh chỉ thẳng vào mặt của Chosu nói các Autobot không phải là tài sản của KSI, mà họ là những người bạn của anh. Duyên nhờ vậy mà được giải thoát khỏi lồng kính. Chosua cho rằng các ngươi chỉ là công nghệ, nếu ta không làm thì người khác cũng làm. Optimus tức giận nói mình không phải công nghệ rồi đá vỡ tấm kính. Hắn không sợ và cho rằng thế giới sẽ chấp nhận những việc này. Nhưng việc này không vì thế mà qua đi. Lão cáo già Atinger kích động Chosua phải tóm gọn bọn chúng. Thế là Chosua cho kích hoạt Gavatron và Tinger tham chiến. Ban đầu Gavatron biến hình liền tàn sát không biết bao nhiêu phương tiện có mặt trên đường. Hệ thống gần như bị lỗi khi điều khiển người máy. Gavatron bắn tên lửa về phía Optimus. Các Autobot lạn lách né đạn ra sức chạy trốn. Chiếc Tinger phía sau góc vui bắn tên lửa truy sát. Gavatron như thú hoang xúc chuồn thoát khỏi điều khiển của Chosua. Tự ý khai hỏa bắn tên lửa vào mọi thứ cản đường nó. Optimus và Bumblebee nhảy lên không trung xuyên qua một cây cầu. Bumblebee ở lại bắn tên lửa cản đường Gavatron. Nhưng màn biến hóa hắn ta khiến Bumblebee thật sự không tin vào mắt mình. Gavatron bám sát phía sau khai hỏa bắn tên lửa đầy trời. Optimus lặn trái lách phải nhưng vẫn bị trúng đạn của hắn. Anh nhào lộn vài vòng rồi định trụ lại tư thế hiên ngang. Gavatron và Optimus lao vào nhau đánh cứ bụi như hai con điên. Tessa bị mắc kẹt vào cuộc chiến dữ dội không sao chạy thoát. Optimus đâm một kiếm xuyên bụng Gavatron nhưng hắn không hề tổn thương. Ngay lúc này một quả tên lửa bắn xuyên qua cơ thể của Optimus. Từ xa bóng dáng một chiếc tàu vũ trụ khổng lồ xuất hiện. Dẫn đầu chính là gã Lockdown với khẩu đại pháo bắn thẳng vào Optimus. Lockdown tỏ vẻ thương cảm với Optimus khi bị con người phản bội.
hắn nói mình được đấng tạo lập sai đến bắt Optimus trở về. Sau đó cử một chiếc máy bay đến rước mình và tung lưới sắt tóm gọn Optimus. Két chạy sắp mặt bám lên lưới sắt muốn cứu con gái mình. Nhưng lực bất tòng tâm bị rơi xuống dưới đất gào thét. Người dân trong thành phố nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng vô cùng hoảng sợ. Chiếc máy bay khi này đã đem Optimus vào bên trong. Lockdown đích thân áp giải Optimus vào nhà tù của mình. Còn Tessa thì bị chuyển đến bãi rác với những cánh tay robot to lớn. Vừa chui được ra ngoài đã bị một con robot lao đến tấn công. Cô nàng lấy thanh sắt đánh vào mắt nó rồi nhanh chân bỏ trốn. Trở về bên này, Optimus bị lão Lockdown móc vào chân treo ngược lên trên. Chiếc lòng sắt liền bung ra vô số gai sắt nhọn. Bên ngoài thành phố, con tàu Lockdown dần hạ thấp xuống đón khách mời. Đó là Savoy tay chân của lão Attinger đến lấy hạt giống. Tessa đã nấp vào một góc nhìn thấy hết mọi chuyện. Bumblebee mang theo Cat và Sen đến gần con tàu của Lockdown. Sau đó cả nhóm bám vào một góc leo lên nóc của chiếc tàu. Lockdown đã bắt được Optimus nên chuẩn bị hết ga hết số quay về lập công. Sau khi tiến vào trong con tàu, Zip lấy dao chém một xúc tu trước mặt. Con tàu còn 10 phút sẽ phóng khỏi trái đất nên họ chia ra để cứu người. Zod hay leo qua lớp laser rút chốt, cho con tàu phóng ngỏ neo xuống các tòa nhà bên dưới. Lockdown biết có kẻ đột nhập liền sai đám chó săn đi bắt chúng lại. Tessa chưa hiểu chuyện gì thấy đám chó liền nấp vào hàng rào sắt. Lính canh vẫn nhìn xuống cho máy quét laser vào quét bên trong. Tessa nấp vào một chiếc lồng đang treo lơ lửng. Con quái vật gớm ghiếc lè lưỡi kéo chân người đẹp. Tessa lấy một thanh sắt đâm đứt lưỡi của con quái vật. Két và Sen thấy tình cảnh này cũng lén chạy trốn. Đến nơi tăm tối, Két lỡ chạm vào một thanh kiếm to lớn. Cấu trúc không gian nơi này liền thay đổi đột ngột. Thì ra đây chính là kho vũ khí của Lockdown. Hai người liền chọn vũ khí ưng ý cho bản thân. Sau đó nhanh chân chạy trốn sự công kích của đám lính. Trong lúc nguy hiểm, Sen đầu hàng thanh kiếm bị rơi dưới đất bắn loạn xạ. Két hiểu nguyên lý đây chính là một khẩu súng. Liền đứng dậy bắn cho đám quái vật biết thế nào là mùi thương trao. Két nghe tiếng kêu cứu con gái liền chạy đến nơi. Ngay khi gặp con gái, nó liền ôm trai đẹp bỏ mặt thằng cha ngơ ngác. Các Autobot đã tiến vào phòng giam cực lớn gọi tên của đại ca. Hào bị con nhện phun nước miếng vào mặt. Tưởng là axit anh nằm lăn lóc thì ra chỉ là nước dãi mà thôi. Giận quá hóa thẹn liền bắn chết thằng nhỏ. Ngay lúc này nghe tiếng Optimus liền vô cùng vui sướng. Optimus kêu anh béo đi lái một phần tách khỏi tàu chính. Gia đình của Két đã thoát ra được bên ngoài. Giờ thì họ phải đi xuống đoạn cáp càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên đi được nửa đường thì cô gái dở trứng bánh bèo vô dụng. Đám chó săn của Lockdown đánh hơi được miếng mà ngon liền chậm rãi bám theo. Két và Sen nổ súng bắn rơi một con súng dưới. Hai con còn lại nổi điên ăn không được liền phá cho hôi. Trong thời khắc nguy hiểm, Bumblebee xuất hiện giết chết đám chó hoang. Sau đó lao người giải cứu gia đình Két khỏi bàn tay tử thần. Zod hay lái một chiếc phi cơ đến đón Bumblebee. Sau lưng là ba chiếc khác truy kích bọn họ. Zod hè lái xuống con sông cho Bi kéo con tàu phá hủy một phi cơ. Kế đó là bắn một cây cầu để cản đường bọn chúng. Tuy nhiên đám quái vật này không hết mà lại còn nhiều hơn. Zod hè nổi điên chỉ cho Két và Sen cách bắn súng. Sau đó phóng ra khỏi phi cơ thể hiện bản lính thiện xạ bắn nổ hai máy bay. Két và thằng con rể cũng đã hiểu ra cách bắn của khẩu súng. Bắn rớt được một máy bay, khí thế lại tăng gấp đôi. Bi lái phi cơ xuống đường hầm, Két có cơ hội dễ dàng tiêu diệt hai máy bay. Sau đó Bumblebee lao thẳng lên mặt đất, chiếc phi cơ nổ thành nhiều mảnh nhỏ. Bên trên Lockdown đã khởi động con tàu bắn thẳng vào không gian. Tại điểm hội họp, Optimus nói người máy chiến đấu với anh chính là Megatron. Bởi vì Gen đã phát hiện cây SI dùng đầu của Megatron đã chết. Sau đó tải trí óc của hắn vào bên trong cơ thể mới gọi là Gavatron. Hắn ta âm thầm điều khiển cây SI bằng vô số con ong nhỏ. Megatron muốn nổ hạt giống tại thành phố lớn để xây dựng một binh đoàn. Két gọi điện báo cho Chosu biết chính Gavatron là người đứng sau mọi chuyện. Hắn đã thao túng anh và muốn dùng hạt giống để phá hủy mọi thứ. Sau đó Két cùng các Autobot lên phi thuyền tiến thẳng Bắc Kinh. Tại trụ sở KSI Trung Quốc, lão Attinger đến giao hạt giống cho Chosu. Tuy nhiên Chosu lại muốn ngưng lại hợp đồng giữa hai người. Lão Attinger nghe những lời này như sét đánh ngang tay, nổi điên túm lấy cổ áo của Chosu đe dọa sẽ cùng chết chung. Mà lúc này Gavatron tỉnh lại, truyền năng lượng đánh thức các Decepticon. Ngay lập tức nghe được hiệu lệnh, các robot liền thức tỉnh. Hắn ra lệnh cho đàn em phải tìm ra hạt giống ngay lập tức. Chosu tìm nàng thư ký xinh đẹp để bỏ trốn. Sau đó đem hạt giống lên xe 36 kế chạy là thượng sách. Trên phi thuyền, Optimus vô cùng thất vọng bởi những gì con người đã làm. Két nói mình đã trị thương ông mà không vì phần thưởng. Anh mong Optimus hãy làm như những gì mình đã làm. Chỉ cần có đức tin, chúng ta có thể làm được mọi thứ. Mà bên này Chosu đang cố gắng ôm hạt giống thoát khỏi sự truy đuổi của Gavatron. Đến một khu phố, Darcy lái xe đánh lạc hướng của bọn chúng.
Còn em thư ký thì đi trả giá mua một chiếc xe gắn máy chở sếp chạy trốn. Tuy làm thư ký nhưng người đẹp chạy xe như là một tay đua chuyên nghiệp. Sau khi cắt đường xa voi, hai người chạy vào một con hẻm thì té ngã. Đến thang máy, nàng để sếp vào bên trong với quả bom. Chẳng bao lâu đám đàn em xa voi đã đuổi đến nơi. Người đẹp nhẹ nhàng ra tay xử lý một tên trong bọn chúng. Sau đó xịt hơi cay tên còn lại thì bị hắn ném một bên. Một chàng trai đã ra tay đánh cho tên này má nhìn không ra. Chô Sô ngưỡng mộ bước ra tỏ tình định hôn người đẹp. Nhưng nàng lại đẩy anh sếp đi lên lầu. Chô Sô tự nhiên mở tủ lạnh thưởng thức hộp sữa như đúng rồi. Bên dưới, Megatron đã dẫn đàn em đến khu phố truy tìm hạt giống. Chô Sô đang tận hưởng thấy chiếc tàu không gian liền giật mình. Két giơ cánh tay định đỡ lấy Chô Sô lên tàu. Megatron đã để ý đến hành tung của các Autobot. Liền phái Tinger đến bắn lén khiến mọi người rơi khỏi tàu. Còn chiếc tàu bốc khói gãy làm hai rớt xuống một hẻm núi. Megatron lệnh thuộc hạ bám theo lấy lại hạt giống. Tinger vừa nhìn thấy hạt giống đã bị Hao bắn rơi xuống dưới. Hao vừa hút xì gà vừa bắn chết mấy tên cùi bên dưới. Bên này vừa lại thang máy thì Tinger nổ súng tấn công. Thang máy nặng quá nên Két chạy ra ngoài đánh lạc hướng. Tinger chạy lại đón thang máy lại gặp Pahiem Hotger. Còn đám Chô Sô đang gấp mà đụng phải ba quý cô lớn tuổi. Trên lầu, Két không đánh lại Savoy nên chọn bỏ chạy. Nhưng căn bản Savoy không muốn buông tha anh. Két bị rơi qua mấy lan can chung cư. Sau đó Savoy ôm anh nhảy vào trong một ngôi nhà. Két liều chết phản công rồi vật hắn té ngã. Savoy móc con dao ra thì bị Két ném quả bóng vào mặt. Sau đó anh đẩy hắn rơi ra khỏi chung cư. Chô Sô cũng chạy đến nơi của các Autobot bảo kê. Hao và Bumblebee bảo vệ nhóm người Chô Sô và Két. Bên này Optimus nói với đàn em chỉ còn nhờ quân cứu viện mà thôi. Anh bước vào trong con tàu giúp một thanh kiếm hiệp sĩ. Sau đó mở các lòng sắt đánh thức các chiến binh Dinobot. Sau đó Optimus cùng một chiến binh Dinobot cổ xưa giao chiến giữa đội. Dinobot biến thành một con khủng long khổng lồ phun ra lửa. Dùng hết tốc độ nhắm vào Optimus nhưng cái Két bị đánh méo cả mồm. Optimus thành công thuần phục thú cưỡi khổng lồ này. Các Dinobot còn lại biến thành những con khủng long tiền sử. Với sự chỉ huy của Optimus, họ tiến thẳng về thành phố. Trong thành phố, cuộc chiến giữa hai bên đang nảy lửa. Hầu như thắng thua đã phân rõ ràng khi phe Autobot sắp bị tiêu diệt. Trên núi cao, quân chi viện Dinobot đang tiến gần đến chiến trường. Két thấy những người bạn đang yếu thế liền lấy súng hỗ trợ. Hao bắn gần như đã hết đạn nên đành đánh tay không. Két và Chô Sô còn mở giúp trái lựu đạn cho Hao. Ông ném nó vào lũ Decepticon liền nổ tung. Trong lúc nguy hiểm, Dinobot do Optimus dẫn đầu đã đến nơi. Anh tả sông hữu đột không ngừng chém lũ Decepticon. Còn khủng long cũng nhai đầu những tên chắn đường đi. Sau đó phun lửa nung chảy hai tên trên mái nhà. Các Dinobot khác nằm lặn lộn cũng đủ nát bét mấy em robot. Megatron thấy cảnh tượng này hoảng sợ bỏ của chạy lấy người. Anh béo bị đánh lên bờ xuống ruộng cũng máy có Két giúp đỡ. Rồi chim sắt đã đến bắt lấy anh bay đi. Tinger vẫn còn sống bám lấy chân của Bi. Hai chiến binh đánh nhau trên lưng của chim sắt. Sau đó cả ba rơi xuống nóc một tòa nhà rồi lăn xuống con phố càn quét mọi thứ. Bi chụp lấy đầu của Tinger một phát cắt đứt khiến hắn chết không kịp ngáp. Chô Sô bước đến xin lỗi Optimus về những việc mình đã làm. Dinobot khả một hơi chưa đánh răng vào mặt của ông. Optimus bảo mọi người hãy đưa hạt giống lên những ngọn đồi. Lúc này hạt giống tự động bật tín hiệu định vị khiến cả nhóm tưởng nó sắp phát nổ. Lúc này Lóc Đau biết mình bị chơi khăm nên đã quay tàu trở lại. Con tàu không gian như nam châm hút hết mọi thứ bên dưới vào trong bụng. Sau khi đến một độ cao nhất định liền thả mọi thứ rơi xuống đất. Optimus đang dẫn các Dinobot tấn công thấy tình hình này, liền bỏ của chạy lấy người. Sen lái xe lùi hết cỡ về phía sau tránh sức hút. Các Dinobot bị sức hút mãnh liệt của nam châm kéo lùi. Sen lùi xe sao không biết lại đúng ngay phía dưới con tàu. Sức hút nam châm đã kéo chiếc xe lên cao, ca đám ôm nhau thành một cái thang dài. Chưa kịp định thần lại bị chiếc xe rớt thẳng xuống chỗ họ. Bumblebee đang cưỡi Dinobot thì bị bắn rơi xuống đất. Một con khủng long thấy vậy liền phóng lên hất tung chiếc máy bay. Tuy nhiên vừa tránh được vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, con tàu của Lốc Đau đã đến ngay đỉnh đầu bọn họ. Các Dinobot không kịp phản kháng đã bị hút lên trên không. Ngay cả những con ở xa cũng không tránh khỏi điều này. Lốc Đau nhảy ra khỏi phi thuyền bắn nổ bồn chứa để thị uy. Sau đó liền ra tay kéo ngã Optimus chiếm thế thượng phong. Không ngừng đánh lui Optimus. Két đang nấp vào một bức tường quan sát thì bị tấn công. Thì ra lão Tinger cũng có mặt nơi này muốn kết liễu anh. Optimus sau khi tung cước đá ngã Lốc Đau liền phóng đạn bắn chết Tinger. Trong lúc lơ là anh đã bị Lốc Đau đánh lén Jim cho một kiếm bất động. Két thấy vậy liền bắn hắn ta rớt một cánh tay. Cùng lúc này Sen đã chọn mang Bumblebee quay trở lại. Bi nhanh chóng biến hình chiến binh tấn công Lốc Đau. Két đi theo sau bắn lui lão ta văng ra xa.
Lóc đau quay lại đánh bi tả tơi, còn nhắm vào két bắn cho anh chạy sắp mặt lờ. Sen và Tessa lái xe tải gắn dơ móc vào thanh kiếm trên người Optimus. Ngay khi chuẩn bị kết liễu két thì thanh kiếm cũng bay khỏi ngay Optimus. Anh phóng lên chụp thanh kiếm đâm xuống xẻ đôi lóc đau ra làm hai. Đàn em của hắn thấy vậy liền ra sức lao đến trả thù. Optimus đặt quả lựu đạn lóc đau và ôm lấy gia đình két bay đi. Megatron trên cao đã nhìn thấy hết cục diện lãng lạng gom tàn quân bỏ trốn. Optimus đáp xuống gần bờ sông. Két hạnh phúc ôm chầm lấy cô con gái. Anh cũng đã thực sự chấp nhận chuyện tình cảm của Tessa và Sen. Optimus tuyên bố các Dinobot đã được tự do và có thể quay lại cuộc sống riêng của mình. Nàng thư ký xinh đẹp cũng chạy đến đoàn tụ với anh sếp. Optimus cầm lấy hạt giống nói mình sẽ giấu nó đến nơi không ai tìm thấy. Và nếu Két muốn gặp lại mình cứ nhìn lên những vì sao. Trước khi rời đi anh căn dặn các Autobot hãy bảo vệ gia đình này. Cuối phim Optimus đã bay vào không gian vô tận với câu nói tôi là Optimus Jam. Và tôi đang tiến về nơi được gọi là đấng tạo lập. Đến đây là hết phim rồi. Optimus ra sức bảo vệ con người, nhưng đổi lại là sự tàn sát các Autobot một cách không thương xót. Optimus vẫn không để bụng, mà ra sức cứu trái đất thoát khỏi sự nguy hiểm xứng đáng là một anh hùng. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một bình luận ý nghĩa về bộ phim. Đặc biệt hãy đăng ký kênh để xem những review mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.